Hello, xin chào mọi người. Bây giờ mình đang có mặt ở con phố Koenji, nó nằm ngay ga Koenji. Đây cũng là con phố mình đang sống. Thì hôm nay là chủ nhật, mình được nghỉ làm. Mình sẽ dẫn mọi người đi xem là con phố này có những gì nhé. Đi xem mình thôi. Let's go. Ở đây là con phố khá là sầm uất, mọi người cũng thấy đấy. Đây là một cửa hàng hoa. Đây là con chợ chợ của Koenji nhé. Ở đây có sushi này. Đây là một quán cà phê. Đây là quán Thái nhá. Quán này mình chen bao giờ. Nhưng mà thấy khách cũng hơi đông. Đây mọi người thấy đấy, một con phố trải dài. Nếu mà đi bộ thì mình nghĩ là đi mất tầm 30 phút mới hết con phố này. Đây, mọi người có thích ăn sushi không? Mình sang Nhật lâu rồi mà ăn sushi từ năm 4 trở đi thì mới ăn được sushi được một ít. Mình vào xem cửa hàng giải xíu nhé. Dài ở chỗ này cũng bình thường, không đẹp lắm. Đây đây, ở đây đang có cái chương trình bốc thăm. Mình sẽ lại thử một xíu nhé. Hình như là chỉ có trẻ con được chơi mọi người. Không biết mình có được chơi không? Được chơi được chơi. Nên mình này à, sao lại được? Ấy à, vì là anh bạn ta đang nên bận nên là mình sẽ mất căn hộ. Và cũng không có gì cả. Mọi người thấy toàn người là người không? Quay cao đi, cameraman quay chỗ này cho mọi người xem đi. Thực ra Koenji là một con phố cũ cho nên là đồ ở đây bán thì về phía quần áo á, thì hầu như là đồ second hand, đồ cũ cũng không có gì là mới cả. Và mình cũng chưa từng mua quần áo ở đây vì quần áo ở đây nó không phải thuộc vào phong cách mình đang hướng tới. Mọi người cũng thấy đấy, đây là một cửa hàng sao ở Việt Nam mình là cửa hàng cầm đồ và bán lại đồ cũ. Ở đây có nhiều hãng nổi tiếng. LV, Levi's. Đây mọi người thấy không? Đây cũng là một cửa hàng quần áo. Phong cách trang trí rất là đẹp. Để mình tiếp. Xung quanh bán hầu như là bán quần áo cũ, giày cũ. Hôm nay gần đến Giáng sinh rồi nên mình quyết định sẽ vào xem một món đồ để trang trí cho phòng của mình. Cứ tê không mọi người? Mình đang lấn đâu suy nghĩ quá nhỉ.
Thôi lát quay về mình sẽ mua đây, giờ đến mình đi review tiếp cho mọi người con phố này đã. Mọi người thấy đấy, xung quanh toàn là quần áo. Đi đi xuống dưới kia, đi vào cửa hàng kia cho mọi người xem đồ. À, đây là cửa hàng bán mỹ phẩm này, thực phẩm chức năng này, thuốc này, đồ giấy vệ sinh là đồ cho cuộc sống mình hay sử dụng ấy. Phía bên tay mình ấy là một cửa hàng quần áo, đồ giống như nói chung là cũng là đồ cũ nhưng mà cũng hướng tới kiểu vintage. Mọi người xung quanh xem nhìn đi, hầu như là bán quần áo không. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi vào một cái cửa hàng. Ở đây có rất nhiều đồ hay ho cho mình xem nhé. Ta-da! Đã đến cửa hàng đấy rồi. Biết không không? Đây, đi vào đây đi. Đừng tai nghe dây điện thoại này, cô tay không? Để đừng cơm hộp mang đi làm. Ê, nhìn dễ thương không mọi người? Mình đi ra ngoài đi, tại vì hôm nay cũng không có ý định là đi mua đồ, chỉ là đi video khu phố mình đang sống cho mọi người biết. Giới thiệu với mọi người, đây là một cái cửa hàng lần đầu tiên mình thấy ở Nhật, là cứ một tuần là nó sẽ thay đổi nội dung bán hàng. Tuần này là bán quần áo, tuần sau thì có thể là bán bánh kẹo, còn tuần sau nữa thì là có thể bán đồ chén bát, rồi bán nói chung là thay đổi thường xuyên, cứ một tuần là thay đổi thường xuyên một lần. Đấy, hôm nay là bán quần áo. Nằm giữa con phố đi bộ thì cũng hướng này cũng là con phố đi bộ nhưng mà nó là nằm trong hẻm. Con này thì trước đây mình có đi thì là hầu như là các quán ăn cũng không phải một khu rầm rộ gì. Ở trong này trước theo như mình thấy ấy, thì là các quán ăn, quán mì, các nhà các quán ăn nhỏ thôi, cũng không phải là nhà hàng gì đâu, với mấy tiệm bán quần áo nữa. Nói chung là khu phố này bán quần áo rất là nhiều. Đây mọi người cũng thấy trong hẻm, đây trong hẻm nó cũng có quần áo. Đây
Camera quay một cái chỗ này cho mọi người cũng thấy này. Đường cũng khá là rộng. Tạm thời hôm nay mình review đến đây cho mọi người. Hẹn mọi người hôm khác nhé. Tuần sau mình lại quay clip lên review cho mọi người một khu phố khác nhé. Bye bye. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đón xem. Hẹn mọi người tập sau nhé.